ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីការណៃណឹងមីស្ក្រែនកម្ពុជាពេជ្រវតីស្រាវឌីបានជាចេញមុខសុំទោសដោយសារតែរឿងនេះបាទរឿងអ្វីដែលត្រូវបានបាទថ្មីថ្មីនេះមីស្ក្រែនកម្ពុជាបាទឆ្នាំ2007ពេជ្រវតីស្រាវឌីបានបង្ករឿងចម្រូងចម្រាសព្រមទាំងចេញមុខសុំទោសដោយសារតែបង្ហោះរូបភាពកែសម្រួលបាទដែលជារូបភាពរបស់ Miss Grand International ពីពាន់ម្ភៃមួយបាទថ្មីថ្មីនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រកួតMiss Grand International ឆ្នាំ2022បាទដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះស្រាប់តែមានការលើកឡើងពីបេក្ខនារីតំណាងប្រទេសកម្ពុជាបាទគឺកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីដែលបានបង្កភាពចម្រុងចម្រាសនៅពេលនាងបានបង្ហោះរូបថតកែរូបមួយសន្លឹកលើទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន មកជាពិសេសរូបភាពនោះបាទត្រូវបានគេដឹងថាមុខរបស់នាងត្រូវបានគេកែដាក់បញ្ចូលដែលរូបភាពដើមជារបស់Miss Grand International ពីពាន់ម្ភៃមួយបាទគឺនាងងុយយ៉ិនបាទងុយយ៉ិនហួយធួយបាទហួយធួយធីនបាទយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីនោះបវរកញ្ញារូបនេះក៏បានចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈនឹងបានសារភាពកំហុសបាទចំពោះនាងបាទធួយធិនបាទដោយផ្ទាល់ទៀតផងបាទលើពីនេះនាងថែមទាំងបានបង្ហោះចែករំលែកនៅលើទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនដោយបានពន្យល់ពីទង្វើដែលចាត់ទុកថាជាការម
fanpage mà ấy khi ban chạy đồng lệ vì làng vinh mà khi nhóm mình miền bầm nòng ở vầy tế mà khi nhóm sau đây chỉ kháng hay có ổ khôn đại ban rụng lực nhóm nâng chi chìm và cùng ở dự cản làng bài mỹ tiền nhóm tay tay sở lành cả nhà thủy thên và mà đây lại bằng tôi bị ban chênh mục mà xong tôi bài mỹ mà có ban thủy ở nia ở kháng tốt nịch chân và Việt Nam và bạn dù sớm chỉ mùi kỳ nô mà nâng lực lãng bằng tỏ thả niếng khu tay và dành và dành nơi phê phá bằng đài sẵn cốm phong đài bạn và xâm rạp phần mình khá lấy cứ bằng chọc trầm tay phần nắng và ổ khốn xâm rạp cả chỗ tế sản phẩm phẩy bằng phục mài mong phôn lực dây lục đào tăng ọ và các xâm chú ý chạy subscribe và đạo sinh nhạc phần đắng nâng bây giờ tôi bàn phô đầm mình thoái chỉ định rộng thằng ngay vì channel bằng phong đài và xâm rạp phần mình khá lấy cứ bằng chọc trầm tay phần nắng và ổ khốn xâm rạp phần mình khá lấy cứ bằng chọc trầm tay phần nắng và ổ khốn xâm rạp phần mình khá lấy cứ bằng chọc trầm tay phần nắng và ổ khốn xâm rạp phần mình khá lấy cứ bằng chọc trầm tay phần nắng và ổ khốn xâm rạp phần mình khá lấy cứ bằng chọc trầm tay phần nắng và ổ khốn xâm rạp phần mình khá lấy cứ bằng chọc trầm tay phần nắng và ổ khốn xâm rạp phần mình khá lấy cứ bằng chọc trầm tay phần nắng và ổ khốn xâm rạp phần mình khá lấy cứ bằng chọc trầm tay phần nắng và ổ khốn xâm rạp phần mình khá lấy cứ bằng chọc trầm